Xin thân chào tất cả các anh chị. Hôm nay đó là ngày chủ nhật, chắc là mọi người đang ở bên người thân với gia đình phải không ạ? Chân thành mến chúc cho tất cả các anh chị có một buổi tối chủ nhật bên người thân với gia đình thật là hạnh phúc và thật là ấm áp nha. Hôm nay đó chân thành muốn chia sẻ về cái con đường vươn tới ước mơ của mình. Đây là lần thứ ba ha. Thì ngày đầu tiên á, là Jenny đã nói về cái con đường vươn tới ước mơ. Đầu tiên là mình phải có một cái giấc mơ, một cái mơ ước gì đó thì mình mới có thể vươn tới nó được. Dù lớn dù nhỏ, dù đơn giản hay là dù khó khăn thì cái đó là đều là cái ước mơ của mình. Không có phải lớn là khó đâu, mà là khó hay dễ là tùy theo cái suy nghĩ của mình. Rồi khi mình có cái ước mơ rồi đó, và cảm ơn ai đó đã thải tim cho Jenny. Khi mà mình đã có cái ước mơ rồi đó, thì cái điều thứ hai là mình cần phải có động lực. Chào anh Trọng. Cái động lực là một cái, nếu cái ước mơ của mình mà nó không có đủ cái động lực á, nó không có cái gì để thúc giục mình làm á, thúc giục mình nỗ lực để mà làm, để mà đạt được cái ước mơ đó, thì ước mơ nó cũng chỉ là ước mơ thôi, nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Cho nên cái ước mơ, quan trọng của cái ước mơ là mình phải có một cái động lực, một cái lý do gì đó thật là chính đáng để mà mình có thể vượt qua được cái khó khăn trước mắt. Nếu mà mình không có một cái động lực đủ lớn á, thì khó khăn sẽ là những cái rào cản và làm cho mình dùng bước. Rồi khi mình có ước mơ rồi, mình có động lực rồi đó, thì bây giờ trên con đường mà để mình đi tới ước mơ của mình đó, thì cái điều mà ai cũng phải gặp và ai cũng phải trải qua đó là mình sẽ gặp những cái khó khăn, đúng không ạ? Đúng không chị Quyên? Yes, mình sẽ phải gặp những cái khó khăn và rất là nhiều khó khăn. Ước mơ mà càng lớn đó anh chị thì khó khăn sẽ càng nhiều. Ước mơ mà càng lớn bao nhiêu á thì khó khăn càng nhiều và càng khó khăn bấy nhiêu. Nhưng mà bằng cách nào, không lẽ bây giờ mình khó khăn rồi mình bỏ cuộc sao, đúng không? Không lẽ bây giờ mình khó khăn rồi mình để con mình chơi vơi chết vất như vậy sao, đúng không? Giống như là hồi xưa bố mẹ mình thường hay nói là do cuộc sống của mình quá khổ cho nên là bố mẹ bỏ con bơ vơ bất vất. Nhưng mà dù khổ cỡ nào đi nữa thì bố mẹ vẫn tìm được cơm, được sữa, hoặc là được nước cơm gạo, hoặc là được nước cháo để mà đút cho con mình ăn, đúng không ạ? Cái động lực của những người mẹ thời năm 45, cái thời chiến tranh và những cái thời mà mình còn bé đó, cái động lực của các mẹ rất là lớn. Cho nên trong trái tim của Jenny đó, thì Jenny không bao giờ nghĩ rằng phụ nữ mình là những người yếu ớt. Jenny chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả phụ nữ mình là những người yếu ớt. Mà tất cả phụ nữ của mình, đằng sau cái sự yếu ớt, cái sự mềm yếu của người phụ nữ là một cái sức mạnh rất là to lớn mà đàn ông cũng có thể là không có thể nào mà bằng phụ nữ mình. Đối với cái nhìn của Jenny là như vậy, và cái cảm nhận của Jenny là như vậy, bởi vì Jenny đã nghe qua rất là nhiều câu chuyện và đã chứng kiến được cái thời xưa, thời mà Jenny đã từng trải qua, cái thời mà 5-6 tuổi mà rất là khó khăn ăn cơm bằng nước gạo, chỉ cần có cơm trong nhà thôi, rồi nuôi gà thì đợi gà đẻ từng cái trứng để mà lấy trứng gà mà làm bánh bông lan mà ăn. Nói chung là đã trải qua những cái cuộc sống rất là khó khăn về vật chất và thấy được mẹ của mình á, là bà có thể làm tất cả mọi cái, bà có thể làm rất là nhiều cái mà bố mình có những cái sự sĩ diện của đàn ông đó anh chị, có những cái tôi của đàn ông mà họ không có làm được. Nhưng mà phụ nữ mình thì không còn cái, không có cái gì nữa hết, không có tôi, không có sĩ diện, không có cái gì nữa hết để mà có thể lo cho con mình có một cuộc sống có cơm ăn, miếng áo mặc, có cơm ăn đó anh chị. Thì mẹ là người có thể làm tất cả mọi cái. Cho nên các chị em phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người yếu ớt, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người nhỏ bé nha. Mà mình là một powerful woman, mình là một người phụ nữ mạnh mẽ ở bên trong, mình là một người phụ nữ chịu cực, chịu khó. Mình là người phụ nữ có thể làm tất cả mọi cái vì gia đình của mình. Khi mà mình đã lập gia đình rồi thì mình đặt gia đình mình lên trên hết và mình có thể làm tất cả mọi cái vì gia đình của mình, đúng không mấy chị? Dạ, thì để mà có thể vươn tới ước mơ của mình thì bằng cách nào mình vượt qua những cái khó khăn, thì mỗi người đó sẽ có những cái khó khăn khác nhau. Những cái khó khăn của anh chị không có giống những cái khó khăn của Jenny, và cái khó khăn của Jenny cũng không có giống cái khó khăn của anh chị. Nhưng mà Jenny có thể lấy một vài cái ví dụ như vậy
để anh chị có thể tưởng tượng được là bằng cách nào mà anh chị có thể vượt qua được ha. Đối với các bạn mà mới qua Mỹ cái thời sau này đó, ví dụ như từ cái thời Gen Z đó là khoảng 12 năm trở lại đây đó, thì cái khó khăn đầu tiên mà khi mình bước vào nước Mỹ đó anh chị, mà mình gặp phải đó, đó là cái vấn đề chạy xe trên freeway đúng không ạ? Đó có phải là cái khó khăn đầu tiên của mình không ạ? Cái khó khăn đầu tiên á, là mình không có biết tiếng Anh. Mình chạy xe trên freeway á, cái GPS nó chỉ á, mình cái GPS nó chỉ mình cũng không biết là quẹo trái hay quẹo phải. Nó nói bằng tiếng Anh không mà mình không có biết đường quẹo. Và freeway thì chạy một cái tốc độ rất là cao cho nên là mình không có biết làm sao để mà qua lane hết. Nhưng mà làm sao anh chị? Đầu tiên là mình tập lái xe. Rồi mình đi trong những cái con đường lô, mình đi những cái khoảng đường rất là ngắn, vài phút từ nhà tới trường hoặc là từ nhà tới chợ hoặc là từ nhà tới trường học của con rồi mình đi về thôi đúng không? Sau đó thì mình sẽ chạy, lúc mà mình chạy quen được những cái quãng đường ngắn rồi đó thì mình sẽ chạy cái quãng đường dài hơn. À, lúc đầu mình thì mình đi trong cái đường local chỉ chạy 20 30 mile 1 giờ thôi. Sau đó mình có thể ra những cái đường parkway là những cái đường lớn hơn một chút, chạy 40 50 mai 1 giờ và bắt đầu từ từ khi mình quen tay rồi thì mình bắt đầu mình ra freeway được đúng không ạ? Cho nên là thực sự đó không phải là có khó khăn đó anh chị. Thực sự đối hồi đó mình tưởng tượng thực sự rất là khó để mà không biết bao giờ mình có thể chạy xe được ra freeway, không biết bao giờ mình có thể chạy xe để đi làm được, để mà có thể independent, có thể độc lập để mà đi làm được đúng không? Nhưng mà rồi làm sao ạ? Mình tập từ những cái nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất thì sau đó mình sẽ có thể lái xe được để mà đi làm đúng không? Rồi cái khó khăn tiếp theo mà mình gặp phải đó là ngôn ngữ. Người ta nói là người ta đau mình cũng không hiểu. Ví dụ như mình đi làm nail người ta nói là cắt ngắn xuống một chút mình cũng không hiểu. Người ta nói là bây giờ người ta muốn nước uống mình cũng không hiểu là người ta muốn nước gì. Cho nên cái ngôn ngữ là cái rất là khó. Nhưng mà càng khó mình càng không biết thì mình càng phải làm nhiều hơn đúng không ạ? Cái mà mình càng không biết mà càng khó đối với mình thì mình càng phải làm nhiều thì sẽ biết thôi. Thực sự á, cái này là một cái mà ai cũng phải trải qua nè, nhưng mà mình không có để ý. Thực sự là khi mình sinh ra đó, có ai sinh ra mà biết nói liền không? Có ai sinh ra mà biết nói liền không? Không có đúng không? Có ai sinh ra mà biết đi liền không? Cũng không có đúng không? Cho nên là bắt đầu mình sinh ra mình bắt đầu bập bẻ mẹ rồi ba rồi à rồi no rồi z rồi no rồi không rồi có, tức là mình bắt đầu tập nói từ một chữ, sau đó mình bắt đầu tập nói hai chữ, rồi mình tập nói ba chữ, rồi bắt đầu mình mới tập nói một câu đúng không ạ? Rồi qua tập đi cũng vậy, lúc đầu bắt đầu là tập ngồi cho vững rồi tập đứng cho vững rồi tập bước một bước hai bước ba bước rồi mình mới có thể đi làm được, rồi mình có thể bắt đầu tập đi được. Và để cho có thể đi được đó là nhiều khi em bé mà không có mang cái tã đó thì ôm mày cái này dập cái mông luôn đúng không? Chính xác Cẩm Tú, là càng nhiều thì mình sẽ càng càng giỏi thôi, càng nhiều thì mình sẽ càng rút tỉa ra được kinh nghiệm. Rồi em bé tập đi cũng vậy, rồi nghề nail cũng vậy. Có chị nào nói với Jenny mà tự nhiên bước qua Mỹ cái tự nhiên biết làm nail không nè? Có chị nào thần thánh như vậy không nè? Không học không hành gì hết, bước qua Mỹ nhìn người ta làm cái là biết làm liền, không cách chảy máu khác không? Có chị nào dám nói với Jenny là từ ngày biết làm nail cho tới bây giờ trở thành một người giỏi rồi đó mà không hề cách chảy máu khác không? Có không? Làm gì có đúng không? Đâu có ai mà tự nhiên sanh ra mà biết làm nail liền đâu. Cũng đầu tiên cũng cắt rất là xấu, khách nó cầm lên, khách nó chê, nó không cho tiền chip, về cũng buồn lắm, rất là buồn. Nhưng sao bắt đầu rồi cái nghề cái nghiệp qua đây không còn biết cái gì để mà làm, cho nên là đi làm nail. Bây giờ mình đã bước vào đó rồi thì mình cứ một ngày mình làm ba người khác, bốn người khác, năm người khác, rồi từ từ mình trở nên giỏi, rồi từ từ mình cắt được nail và mình làm được thôi đúng không ạ? Right. Cho nên là đối với cái công việc của mình á, nếu mà anh chị đang gặp khó khăn ví dụ như kinh doanh, bây giờ mình qua cái vấn đề chính là ví dụ như là vấn đề kinh doanh. Khi mà anh chị đi ra ngoài kinh doanh á thì cái điều quan trọng đầu tiên á là mình cần phải am hiểu là mình đang kinh doanh cái gì. Thì khi mà mình không biết là mình đang kinh doanh cái gì đó thì mình phải làm sao anh chị? Mình thấy mình nói cái gì cũng không được. Tại sao bây giờ Jenny Trinh Nguyễn nói cái gì cũng được hết mà tại sao mình nói không được? Thực sự là bởi vì Jenny quá là hiểu về cái business này rồi. Cho nên cái điều đầu tiên anh chị cần phải biết đó
là anh chị đang kinh doanh cái gì, anh chị phải hiểu là mình đang kinh doanh cái gì. Khi mà anh chị hiểu được thì lúc đó anh chị sẽ không cảm thấy khó nữa. Rồi cái thứ hai đó là nếu mà anh chị phải biết là khi mà mình đi ra ngoài mình thuyết phục một người nào khác hoặc là mình giới thiệu một cái sản phẩm nào đó thì thứ nhất là mình phải hiểu về cái sản phẩm, phải không? Cái thứ hai là mình phải hiểu về cái nhu cầu của cái người đó. Đó là hai cái điều quan trọng. Và cái thứ ba mới là cái cách mình nói chuyện như thế nào để cho thuyết phục được người ta. Mình phải nói chuyện như thế nào để thuyết phục được người ta, đó mới là cái vấn đề thứ ba thôi. Cho nên cái vấn đề đầu tiên là mình cần phải biết cái giá trị, cái sản phẩm mình đang bán là cái gì. Cái thứ hai, mình phải biết được nhu cầu của cái người đang cần đó có cần tới cái sản phẩm mình đang bán hay không. Và qua cái thứ ba đó là cái mà cái cách mình nói chuyện. Thì đầu tiên anh chị, đầu tiên có ai biết nói chuyện liền không? Không có, đúng không? Nếu mà mình không biết nói chuyện thì mình sẽ hỏi những cái người đã biết nói chuyện, đã nói chuyện giỏi, làm sao để giới thiệu cái sản phẩm này, thì người ta sẽ chỉ cho mình. Cho nên là rồi bắt đầu mình nói lần đầu không có hay, nói lần thứ hai không có hay, nói lần thứ ba không có hay, cũng có thể là người ta không có tiếp nhận cái chia sẻ của mình, cái sự giúp đỡ của mình. Nhưng mà anh chị càng ngày càng làm, càng làm, càng làm càng nhiều thì mình càng nhuyễn, làm càng nhiều thì mình càng hiểu, và làm càng nhiều thì mình càng giỏi. Cho nên về với cái kinh doanh á, đối với Jenny ha, bây giờ Jenny sẽ chia sẻ cái câu chuyện làm sao Jenny vượt qua cái khó khăn của Jenny. Thì đối với Jenny đó, cái ngày đầu tiên á mà Jenny bước vào cái kinh doanh này thì cái khó khăn đầu tiên á anh chị là cái vấn đề mà cái kiến thức, là cái hiểu biết của mình đó, là mình hoàn toàn không có biết được, chưa bao giờ kinh doanh và không có biết được cái kinh doanh này là cái gì. Cho nên đối với mình không biết là mình phải nói cái gì, mình phải làm cái gì, mình không hề biết. Nhưng mà Jenny không biết thì Jenny không thể nào ngồi ở nhà để chờ người khác tới chỉ cho Jenny làm được. Mà Jenny không biết thì Jenny phải đi tới cái chỗ đó để học, để biết làm sao để làm cái này. Là cái đó là cái đầu tiên. Khi mà Jenny biết rồi đó, anh chị đi một lần anh chị không có thể nào học hết hoàn toàn được. Đâu có một cái trường đại học nào mà chỉ dạy cho anh chị một lần mà có thể cho anh chị tốt nghiệp đâu. Không hề có cái trường đại học nào như vậy hết. Cho nên là mình đi một lần, mình excited lắm, mình thật là phấn khởi. Cái mình về mình làm xong rồi mình lại thấy sao mà mình lại quá là thiếu sót những cái kiến thức, thì bắt buộc mình phải đi học tiếp và học tiếp và học tiếp. Thì khi mình càng học thì mình càng nhiều kiến thức và mình càng hiểu biết. Rồi qua cái vấn đề thứ hai mà Jenny gặp phải rất là khó, đó là cái vấn đề lúc đó Jenny gặp tới 5-6 cái khó khăn cùng một lúc. Tài chính không có để mà đi lại, kiến thức không có, không biết kinh doanh, không biết nói chuyện, anh văn không có. Cho nên cái tiếp theo mà Jenny muốn chia sẻ đó là cái anh văn, cái ngôn ngữ. Cái thời đó Jenny vào bắt đầu cái business á là toàn là tiếng Anh, chẳng có cái gì dịch ra tiếng Việt hết trơn, toàn là tiếng Anh. Mà nhìn vào tiếng Anh á thì mình thấy nó, nhưng mà chẳng hiểu được cái gì hết. Xong rồi cứ nghe riết, nghe một lần, nghe hai lần, nghe ba lần, nghe nhiều lần, cái tự nhiên mình cảm nhận được. Thì khi mình cảm nhận được rồi đó thì mình chia sẻ bằng cái cảm nhận của mình và bằng cái trải nghiệm của mình, bằng từ trong cái trái tim của mình á, thì cái người đối diện người ta sẽ hiểu được, người ta sẽ cảm nhận được. Và bắt đầu từ đó thì cái business của mình bắt đầu phát triển. Rồi cái khó khăn tiếp theo mà Jenny gặp phải đó anh chị là tài chính. Bây giờ tiền mình không có, vốn đầu tư không có, làm sao để mà kinh doanh đây bây giờ? Thì Jenny phải làm bằng cách á, là tháng này Jenny muốn đi học một cái lớp đó, chi phí là khoảng chừng 300 đồng tiền vé máy bay. Thì nếu mà mình muốn đi học một cái lớp như vậy đó thì bắt buộc trong tháng đó mình phải bán sản phẩm hoặc là mình phải làm thêm một cái gì đó để mình có cái tiền đó để tháng sau mình có thể đi học cái lớp đó được. Và mình phải rất là quyết tâm thì mình mới có thể. Nhiều khi người khác nghĩ rằng mình đi bán một cái món hàng, nhưng mà đối với bản thân mình á thì mình cảm thấy rằng là mình đi có một cái cơ hội rất là lớn, người nào đó may mắn lắm ngày hôm nay đó thì mới có thể gặp được mình. Cho nên khi mà Jenny đi làm như vậy đó thì cứ tháng này qua tháng khác, cứ tháng này Jenny phải kiếm đủ tiền cho tháng sau, tháng này Jenny phải kiếm đủ tiền cho tháng sau, thì bắt đầu cứ như vậy, tháng nào Jenny cũng có tiền để mà có thể đi học hết. Rồi đi ra đó thì gặp nhiều cái sự từ chối anh chị, gặp rất là nhiều cái sự từ chối. Bằng cách nào để mình có thể vượt qua? Jenny trở về, Jenny cảm thấy mình còn thiếu sót, thì Jenny lên YouTube,
nhìn thì học học tất cả. Ví dụ như mình nói là làm sao để sử dụng điện thoại iPhone, mình lên đó nó cũng chỉ cho mình. Làm sao để post hình lên Facebook, mình lên đó cũng chỉ cho mình. Làm sao để nói chuyện thuyết phục người khác, người ta cũng chỉ cho mình. Làm sao để chào hỏi, người ta cũng giới thiệu chỉ cho mình. Tức là ngày nào về mình cũng phải lên YouTube để mình học đó. Thì lúc đó đó mình mới có thể tiến bộ mỗi ngày. Và có những cái lúc đó anh chị, mình căng thẳng và mình chờ đợi làm sao mà cho mình càng hiểu biết càng nhiều, càng mau mau hiểu biết đó, mình tạo cho mình một cái áp lực rất là lớn. Thì khi mà mình tạo cái áp lực như vậy đó thì rất là may mắn cho Jenny. Jenny đã gặp cái người thầy của mình và ông nói là đừng có nóng, đừng có vội, và mình không có cần phải tự tạo áp lực cho mình chỉ cần biết là ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua một chút là đủ rồi. Và ngày mai mình học được thêm một điều gì đó là đủ rồi. Và nếu mà cộng lại 365 ngày đó thì mình đã tiến bộ hơn được 365 lần rồi. Cho nên đó, là mỗi ngày mình đừng có quá push bản thân mình, quá tạo áp lực cho bản thân mình là mình phải giỏi hơn thiệt là nhiều, mình phải hiểu biết hơn thiệt là nhiều và mình phải có nhiều kiến thức hơn thiệt là nhiều. Mình đừng có nên làm như vậy, mà mỗi ngày mình chỉ cần biết là hôm nay mình đã hơn ngày hôm qua một chút và ngày mai mình sẽ học được thêm một điều gì đó mới hơn của ngày hôm nay thì coi như mình đã thành công rồi. Thì bắt đầu từ đó đó bạn, nên thì mỗi lần đi làm hoặc là đi học á thì dân thì không có đặt nặng cái vấn đề vật chất, cái vấn đề tài chính, cái vấn đề kinh tế lên đầu nữa, mà dân thì cũng lúc nào cũng nói là ngày hôm nay mình bước ra đường mình đã học được cái gì cho bản thân mình hay chưa. Ngày hôm nay mình bước tới một cái tiệm nail đó, mình có học được cái gì từ đó hay không? Thì bắt đầu Jenny đã rất là thả lỏng mình. Cho nên với cái chủ đề mà vượt qua khó khăn đó anh chị, thì cái điều đầu tiên á, Jenny muốn anh chị phải tự nói với mình rằng là đừng bao giờ nói rằng là mình không biết làm. Ví dụ như ai đó nhờ anh chị làm một cái gì đó thì anh chị đừng có bao giờ nói rằng là tôi không biết làm, mà anh chị phải nói rằng là mình chưa biết làm. Thì khi mà mình nói mình chưa biết làm thì có nghĩa rằng trong tương lai mình sẽ biết làm, đúng không ạ? Mình sẽ không bao giờ không biết làm. Và sau đó thì anh chị hãy tìm cái người nào mà họ giỏi về cái mảng đó thì anh chị hỏi họ, họ sẽ chỉ cho anh chị. Bây giờ nói một cái ví dụ cụ thể là bây giờ thị trường nail bột dip rất là nổi, rất là thịnh hành và khách hàng rất là có nhu cầu về bột dip. Anh chị là chủ một cái tiệm nail, anh chị muốn bỏ dip vào trong tiệm để mà tăng thu nhập trong tiệm, thì anh chị người ta thì là anh chị nói là bây giờ tôi không có biết làm dip. Bây giờ nếu cái vấn đề ở chỗ là mình có muốn làm dip hay không chứ không có phải là mình có biết làm hay không, đúng không ạ? Thì khi mà anh chị muốn làm dip á thì anh chị dòng dòng xung quanh anh chị sẽ có những người bạn họ đã làm dip và đang làm dip, thì anh chị gọi điện thoại anh chị hỏi bạn A ơi tiệm của bạn có làm dip hay không vậy, khách có thích hay không, bây giờ mình cũng muốn làm dip bạn có thể chỉ giùm mình được hay không. Có bao giờ bạn của chị say no với chị hay không, đúng không? Bạn của mình không bao giờ say no với mình. Cho nên cái vấn đề ở cái chỗ đó là nếu mà mình muốn một cái gì đó thì mình đừng có bao giờ nói rằng là mình không làm được, mà anh chị hãy nói là mình chưa làm được và mình kiếm người nào đó biết làm, hỏi họ để họ chỉ cho mình thì mình biết làm. Cho nên trong cuộc sống đó anh chị, nó có rất là nhiều khó khăn. Về nhà thì con cái, nhà cửa, ra ngoài đường thì công việc ăn việc làm, công ăn việc làm thì nó có rất là nhiều áp lực, nó mang lại cho mình rất là nhiều áp lực. Mình đâu có tập trung vào một cái để sống đâu, mà xung quanh mình á mọi chuyện nó xảy ra hàng giây, hàng phút, hàng giờ, tất cả mọi cái nó xảy ra hàng giây, hàng phút, hàng giờ. Cho nên quan trọng là mình phải biết kiểm soát bản thân mình, cái gì mình chưa biết làm thì mình đi học. Cho nên đối với Jenny một câu thôi, để mà vượt qua cái khó khăn hiện tại đó thì anh chị càng phải làm nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa thì anh chị sẽ vượt qua khó khăn. Cái quan trọng là cái mục tiêu của anh chị có đủ lớn hay không và cái động lực có đủ lớn hay không. Nếu mà cái mục tiêu đủ lớn và cái động lực đủ lớn thì cái khó khăn nó sẽ nhỏ lại. Cho nên để mà vượt qua khó khăn á, để mà vượt qua khó khăn
Thì quan trọng nhất là anh chị phải tìm cho được một cái mục tiêu chính đáng, một cái mục tiêu đủ lớn và một cái động lực cũng thiệt là lớn, thì tự nhiên cái khó khăn nó sẽ nhỏ lại. Và đừng bao giờ nói rằng là tôi không biết làm, hay bỏ cái chữ không ở trong từ điển của mình ra ngoài đi. Trong từ điển của Jenny không bao giờ có chữ không, mà là chữ chưa thôi, chưa biết làm. Bắt đầu từ đó anh chị sẽ đi tìm những cái người nào biết những cái gì mà anh chị đang cần tìm, anh chị hỏi họ thì họ chắc chắn họ sẽ giúp anh chị để anh chị biết được cái mà anh chị đang tìm kiếm. Bản thân của Jenny cái ngày qua Mỹ không biết make up, không biết làm cái gì hết trơn á, không biết làm tóc, không biết làm tay, không biết gì, tóc lúc nào cũng túm lên một cái như bà già vậy đó. Nhưng mà vì mình muốn trở thành một người tươm tất, mình muốn trở thành một người con gái, mình đi ra ngoài đường mình thấy một người phụ nữ đẹp, một người con gái đẹp, mình cũng ngước mắt mình nhìn, mình cũng há miệng ra mình nhìn, đúng không ạ? Vậy mình có muốn mình là một người mà người khác cũng muốn nhìn hay không? Chưa nói tới cái vấn đề người khác muốn nhìn, mình có muốn mình là một người mà lúc nào mình cũng cảm thấy happy, mình là một người mà lúc nào mình cũng cảm thấy tự tin, mình là một người mà lúc nào mình cũng muốn bước ra đường hay không? Thì nếu mà mình muốn như vậy thì bắt đầu mình học từ những cái nhỏ nhất. Học mỗi ngày một cái thôi, mỗi ngày mình chỉ cần học một cái thôi. 365 ngày anh chị sẽ học được 365 điều bổ ích cho mình. Một ngày mình chỉ cần cố gắng một phần thôi, 1% thôi. Một ngày mình chỉ cần cố gắng 1% thôi. 365 ngày anh chị sẽ có 365 cái sự nỗ lực ở trong đó. Cho nên tóm lại á, hôm nay là tối chủ nhật, nên thì mong rằng những anh chị nào mà nghe được cái YouTube này, cái video này đó, thứ nhất tìm cho mình một cái ước mơ đủ lớn, một cái ước mơ nào đó thực sự cần thiết, chính đáng và đủ lớn. Sau đó tìm cho mình một cái động lực lớn hơn nữa. Từ cái ước mơ lớn, từ cái động lực lớn, anh chị sẽ không còn, sẽ vượt qua được những cái khó khăn. Khó khăn nó sẽ nhỏ lại. Và đừng bao giờ nói chữ không biết, mà hãy nói chữ chưa biết. Để mình đi tìm những người nào biết, để người ta chỉ cho mình. Và mỗi ngày mình chỉ cần cố gắng nỗ lực và học thêm một chút thôi, một tí thôi, 1% thôi. Mỗi ngày, ngày hôm nay mình chỉ cần mình better hơn ngày hôm qua 1% thôi. Và ngày mai mình sẽ better hơn ngày, mình sẽ tốt hơn ngày hôm nay 1% thôi. 365 ngày anh chị sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn. Ok. Nhân này là một người mà ai đã từng gặp Nhân này 6 năm trước á, sẽ không có cảm tình với Nhân này giống như bây giờ đâu. Nhưng mà bởi vì mình muốn thành công, mình muốn có một cuộc sống sung túc, bởi vì mình muốn làm một cái người model cho con gái của mình, có một người con gái duy nhất, mình muốn làm model cho một con gái của mình, cho nên mình phải cố gắng hơn, phải nỗ lực hơn để con gái của mình nó có thể nhìn mình. Và mình chính bản thân mình cũng muốn mỗi ngày mình một tốt hơn. Và cứ như vậy thì bây giờ là đã 6 năm rồi. Cho tới thời điểm này thì Jenny không có gì để nói về cuộc sống của mình, rất là hạnh phúc. Gia đình rất là hạnh phúc, rất là tươm tất. Cho nên Jenny mến chúc cho các anh chị có một buổi tối chủ nhật, một giấc ngủ thật là ngon, một giấc ngủ thật là sâu để bắt đầu một tuần mới với nhiều kết quả tốt hơn nha. Tuần sau Jenny sẽ nói về một cái chủ đề khác. Và sẽ có một ngày Jenny sẽ nói với anh chị về cái chủ đề làm sao xây dựng hạnh phúc trong gia đình. Hạnh phúc thì mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Và một cái chủ đề mà Jenny thì rất là muốn chia sẻ với anh chị đó là kiểm soát tài chính. Kiểm soát tài chính đó là tức là quản lý tiền bạc của mình đó. Làm cách nào để quản lý tiền bạc của mình thì mình từ nghèo mới có thể giàu được. Mình không biết quản lý tiền bạc của mình thì dù giàu mình cũng không có tiền nhé. Cho nên mỗi tuần một lần Jenny thì sẽ chia sẻ cùng các anh chị về cái con đường mà vươn tới ước mơ của Jenny, bằng cách nào để vượt qua những cái ước mơ, vượt qua những cái khó khăn để có được những cái gì mình có ngày hôm nay. Cho những người nào mà nhỏ bé hơn Jenny, hay là những người nào mà đang cần tới cái này thôi, chứ Jenny biết ở ngoài đó có rất nhiều người rất là giàu và rất là giỏi. Nhưng mà cái quan trọng là Jenny từ hai bàn tay trắng đã làm nên những gì ngày hôm nay, một mình, một thân một mình ở bên đất Mỹ này đã có thể làm được những gì ngày hôm nay. Thì Jenny chắc chắn, đặc biệt là các chị phụ nữ, các chị sẽ làm được. We are a powerful, wonderful, beautiful woman. Ok?
Always remember, we are a beautiful, a wonderful, a powerful woman. Thank you and good night các anh chị đã theo dõi Thanh Điền. Good night, love you all.